Bây giờ là những thông tin về thời tiết các khu vực trong tỉnh. Khu vực công viên địa chất toàn cầu cao nguyên đá Đồng Văn nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ vài nơi, gió nhẹ, trời rét đậm, rét hại. Nhiệt độ là từ 8 đến 16 độ, độ ẩm trung bình là 86%. Khu vực di tích quốc gia ruộng bậc thang và vùng núi đất phía Tây nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, gió nhẹ, trời rét. Nhiệt độ là từ 13 đến 22 độ, độ ẩm trung bình là 85%. Khu vực vùng núi thấp nhiều mây, có mưa nhỏ rải rác, gió nhẹ, trời rét. Nhiệt độ là từ 14 đến 22 độ, độ ẩm trung bình là 86%.